đất nước vô cùng nhỏ bé. Đây cũng là đất nước có lắm anh hùng hào kiệt. Vào thế kỷ thứ 18, tại vùng đất Bình Định đã sinh ra những vị anh hùng của khởi nghĩa Tây Sơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự nghiệp thống nhất và bảo vệ đất nước của quân Tây Sơn, bao gồm 4 giai đoạn: khởi nghĩa Tây Sơn, kháng chiến chống Xiêm, thu phục Bắc Hà và kháng chiến chống Thanh. Khởi nghĩa Tây Sơn. Từ năm 1627, nhà họ Lê chỉ còn là vua trên danh nghĩa. Đất nước Đại Việt bị chia cắt thành hai miền, Bắc, Nam và bị cai trị bởi hai thế lực phong kiến, chú Trịnh và chú Nguyễn. Năm 1765, ở phía Nam có tên gian thần Trương Phúc Loan, nhưng cơ hội chú Nguyễn băng hà, lập chúa 12 tuổi lên làm bù nhìn, bóc lột dân chúng, khiến nhân dân rơi vào cuộc sống lầm than. Lúc này, ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, năm 1771, có ba anh em, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, vất cờ khởi nghĩa chống chế độ cai trị hà khắc của chú Nguyễn. Nghĩa quân sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, tháng 9 năm 1773 thì hạ thành Quy Nhơn. Giữa năm 1774, Tây Sơn đã kiểm soát được các vùng từ Quảng Nam đến Bình Thuận. Nhưng cơ hội chú Nguyễn đang nói riêng về quân Tây Sơn. Chú Trịnh từ Thăng Long tiến đánh Phú Xuân, Huế, khiến chú Nguyễn phải chạy vào Gia Định. Sau đó, quân Tây Sơn hòa hoãn với quân Trịnh để tập trung lật đổ chú Nguyễn. Năm 1777, chú Nguyễn bị giết, chính quyền đàn trong sụp đổ. Tàn dư dòng họ Nguyễn là Nguyễn Ánh chạy đến Long Xuyên. Năm 1778, Nguyễn Ánh phản công, chiếm lại Gia Định. Từ Bình Thuận vào Nam lại thuộc về Nguyễn Ánh. Kháng chiến chống Xiêm. Nhiều lần bị quân Tây Sơn đánh chiếm lại Gia Định, Nguyễn Ánh đem vàng bạc sang cầu cứu quân Xiêm. Lợi dụng cơ đó, quân Xiêm thực hiện mưu đồ xâm lược nước ta. Giữa năm 1784, năm vạn quân Xiêm theo hai đường thủy bộ tiến đánh nước ta. Tháng 1 năm 1785, Nguyễn Huệ đem quân vào Mỹ Tho, chọn ra Cam Soi Mút làm trận địa quyết chiến. Quân Tây Sơn cho thuyền ra khiêu chiến. Khi trời dần tối thì giả thua dù địch vào trận địa mai phục. Một phần lớn thuyền Tây Sơn rẽ vào núp trong các rạch, còn lại dù địch vào ổ phục kích. Quân Xiêm lọc vào mai phục. Thuyền của Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy, từ rạch Xoài Mút và các con sông nhỏ kéo ra chặn đánh quân Xiêm. Quân Xiêm bị bất ngờ trở tay không kịp liền đại bại. Trời vừa rạng đông thì cuộc chiến cũng kết thúc. Thu phục Bắc Hà. Quân Trịnh sau khi chiếm được Phú Xuân cũng vẫn bóc lột, đàn áp nhân dân. Tháng 6 năm 1786, Tây Sơn tiến công, hạ được thành Phú Xuân, giải phóng toàn bộ đàn trong. Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ lấy danh nghĩa Phò Lê diệt Trịnh, đem quân ra Bắc lật đổ chính quyền họ Trịnh, trao trả chính quyền đàn ngoài cho vua Lê. 10 ngày sau, Hiển Tông mất, Chiêu Thống lên ngôi. Sau đó, Nguyễn Huệ rút về Nam, giao việc Bắc Hà cho Nguyễn Hữu Chỉnh. Nhưng hắn lại có mưu đồ riêng. Nguyễn Huệ biết tin, cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc diệt Chỉnh. Không ngờ Nhậm cùng Chỉnh đều là phản phúc. Vậy nên, giữa năm 1788, tích thân Nguyễn Huệ ra Bắc lần hai diệt Nhậm, thu phục toàn bộ Bắc Hà. Kháng chiến chống Thanh. Sau khi Nguyễn Hữu Chỉnh chết, Lê Chiêu Thống chạy trốn khỏi Thăng Long, bí mật gửi thơ cầu cứu quân Thanh. Nhưng cơ đó, nhà Thanh đem quân sang thực hiện mưu đồ xâm lược nước ta. Cuối năm 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân Thanh tràn vào nước ta. Người được Nguyễn Huệ ủy quyền là Ngô Thì Nhậm rút binh để bảo toàn lực lượng, lập phòng tuyến ở Tam Điệp, Biện Sơn, đồng thời gửi tin cấp báo đến Phú Xuân cho Nguyễn Huệ biết. Quân Thanh vào chiếm Thăng Long như vào chốn không người, lấy làm đắc ý, nghĩ rằng đánh bại Tây Sơn dễ như trở bàn tay, nên quyết định sau Tết Nguyên Đán mới đánh tiếp. Lê Chiêu Thống trở thành vua bù nhìn của nhà Thanh, thực hiện hành vi trả thù Tây Sơn rất man rợ, nhưng chúng làm than. Nghe được tin dữ, Nguyễn Huệ lập tức bắt tay lo việc đánh giặc. Ngày 25 tháng 11 âm lịch ở Nuôi Bân, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung. Quang Trung dùng chiến lược tiến binh thần tốc, đi không ngừng nghỉ. Hai người khiên một lần lượt hai phi nhau. Đến 29 tháng 11 âm lịch, quân Tây Sơn ra tới Nghệ An. 20 tháng chạp đã ra tới Tam Điệp, Biện Sơn. 29 tháng chạp, vua cho tướng sĩ ăn Tết trước. 30 tháng chạp, Quang Trung tiêu diệt đồn Tiền Tiêu, cắt đứt liên lạc quân Thanh. Nửa đêm mùng 3 tháng Giêng, Quang Trung bao vây đồn Hà Hồi,
Giặc đang ngủ say bị bất ngờ, vội vã đầu hàng. Mùng 5, vua dẫn tượng binh vào bộ binh đánh đầu Ngọc Hồi. Trong thành bắn súng dày, Hoàng Trung cho truyền, để 60 tâm ván, dàn thành hàng ngang, cứ thế mà tiến. Phá tan cửa lũy, tràn vào đồn, khiến quân địch không thể dùng súng được nữa. Thế binh Tây Sơn như hổ báo, đồn Ngọc Hồi bị hạ nhanh chóng. Quân Thanh chạy đến nằm mật, không ngờ ở đó có tượng binh Tây Sơn chờ sẵn, nên bị đánh tan tành. Chiều mùng 5 Tết Kỷ Dậu, vua Quang Trung tiến vào thành Thăng Long, trong không khí vui mừng hân hở của nhân dân. Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống vội vã hàng hốt chạy về Trung Quốc trốn. Bắc Hà hoàn toàn được giải phóng. Như vậy, quân Tây Sơn ngay đã hoàn thành một sự nghiệp to lớn, lật đổ ba tập đoàn phong kiến Lê, Trịnh, Nguyễn, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Đại Việt. Nguyễn Huệ là người lãnh đạo tài tình, thi hành nhiều chính sách tiến bộ, củng cố kinh tế, giáo dục, bộ máy nhà nước, an ninh quốc phòng. Tiếc thay, nhân tài đoạn mệnh. Ngày 16 tháng 9 năm 1792, Quang Trung băng hà. Nguyễn Ánh lợi dụng thời cơ lật đổ Tây Sơn, lập ra Triều Nguyễn. Triều đại Tây Sơn sụp đổ, chúng ta sẽ mãi nhớ về những người anh hùng Tây Sơn, đặc biệt là vị anh hùng Quang Trung, Nguyễn Huệ.